Rồi, hôm nay mình sẽ quay con đại đồng cho các bạn xem ha. Con đại đồng này thì bản thân của nó là Kubota. Nó được mua nhượng quyền của Kubota Nhật Bản và nó được sản xuất tại Hàn Quốc. Thì ở những cái con đại đồng này á, nếu mà giờ các bạn lột cái tem đại đồng này ra mà dán tem Kubota vô thì nó y chang luôn, Kubota đời mới luôn ha. Nói chung dòng đại đồng này thì xài nó bền bỉ, nó tương đương với Kubota và phụ tùng đồ này nọ, nó không giống với thằng Kubota luôn ha, nó không y chang luôn, tại vì nó là hàng nhượng quyền mà. Thì nói chung cái giá thành của nó thì vừa rẻ mà ngon. Người ta nói ở đời á, nó không có cái gì nó ngon mà rẻ, thì ở đây nó có cái này nó ngon mà rẻ các bạn đó. Thì những chiếc này thì nó cũng được nhập bãi từ bên Nhật về, có nghĩa là nó giống như kiểu mà nó là của thằng nó giống như trao đổi hay gì đó mình chả hiểu, cái đó hỏi Nhật mới biết chứ mình đoán thì nó cũng lung tung lắm đó. Thì đây có tem nè của đại đồng nè, mà thấy không, có tem của ông đại đồng, tem của ông đại đồng. Thì con này thì vỏ trước nó xài vỏ 12-4-24, vỏ trước 12-4-24, quá chặt đi bạn ơi, 24-24, 12-4-24, còn vỏ sau á thì nó xài 16-9-3.4, vỏ rất là lớn ha. Các bạn thấy không, cái bô của nó là nó đi nó ra cái cửa này rồi bắt đầu nó lên ngay chỗ cái cửa này luôn. Ở đây nó có những cái đèn xi nhan đồ rất là nhìn rất là đẹp ha, xịn sò ha. Rồi mình bấm cửa lên cabin cho các bạn xem. Đây, lối đi bước lên cầu thang rất là thoải mái. Bình dầu hình như có hai bên phải không ta? Đúng rồi, có hai bình dầu liên thông với nhau nè đó, liên thông nhau từ này qua bên kia luôn, hai bình dầu liên thông ha, đổ đầy lên chạy đuối người luôn. Rồi đây ghế này không, nếu mà ô tô mình kêu ghế nỉ ha, ghế có nhúng trợ lực nữa nè. Rồi ở đây có bốn cầu. Ồ, quy tây này là cái gì ta? Rồi tần số tới lui nhanh ha, tới lui nhanh. Đây là tầng nhanh chậm. Cái này nó sản xuất ở Nhật luôn ta, đại đồng mà lại sản xuất ở Nhật cơ. Sản xuất Nhật, toàn chuyển Nhật không à. Trần nỉ giống như trần xe hơi luôn các bạn ha. Rồi ở đây có con Kenwood, đầu máy Kenwood của Mỹ nè, đầu máy hát băng nè, Kenwood của Mỹ nè, dàn loa Kenwood ha. Đây là hệ thống chỉnh đại đồng autonomal. Đây này nút gì ta, sao nó không xuống ta. Rồi ben cơ hả lung tung cái mình chả hiểu nổi. Anh thử thôi, số nè, tốc độ rùa thỏ là ga luôn, ga thử thôi. Ôi có bình đây chứ, nó có một cái gì đó nó vướng là mình không có đề được.
Rồi rồi. À, hết bình rồi sao? Hình như mình nhớ cái này à. À đúng rồi. Đúng rồi, hình như này. Không phải luôn. Bình yếu rồi. Thôi bỏ. Cho em được bỏ. Đây đúng rồi, mình nhớ này là nút dừng khẩn cấp nè. Khi mà nhấn vậy là nó sẽ dừng. Rồi mình muốn ấy này. Không ai mình bấm lên về. Bấm lên về. Có cái chiếu hậu đồ vàng hệ thống lạnh là xung quanh luôn ha. Đó, chỉ có sau lưng này không có, sau lưng này có quạt hút. Quạt hút gió nè. Nói chung về nội thất đồ này nọ lên cái xe này ngồi nhìn cũng sướng. Nó đã, nhìn to nó đã. Rộng rãi thoải mái. Số má đồ nhìn nó cũng sướng nè. Thôi xuống thôi. Ây da, ra sau coi cầu đích ha. Chặt quá. Ui, không được các bạn. Không có đường đi. Nãy mình xem bên này có đường đi chứ. Không có đường ra sau các bạn. Khu ta Đại Đồng. Đai Dông, hồi xưa mình kêu Đai Dông. Để mình ra sau coi thử coi ha. Ra sau coi. Ra sau xem cầu đích coi. Rồi đây. Khủng chưa các bạn? Nhìn khủng khiếp chưa? À, rất là khủng ha. Cầu sau rất là khủng luôn. Cầu đích sau cực khủng nè. Đồ vừa thâm nhớt mà vừa thông hơi. Đây cần gì đây không biết. Chả hiểu. Nhiều chức năng quá. Anh này có biển số nè. Biển số nè. Hai đèn chiếu trên nè. Rất là đẹp ha. Đây. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì alo với ông chủ ha. Rồi, mến chào các bạn. Mâm đồ nhìn đã lắm các bạn ơi. Mâm đồ nhìn đã lắm. Rồi, mến chào các bạn nha.